Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Simon News Today và blog nguyenamthang.com. Trong cái video ngày hôm nay, Thắng xin được đưa ra một số cái thông tin cập nhật về tình hình Simon trong 24 giờ qua. Thì đầu tiên đó là về tình hình đốt token. Thì Simon hiện tại trong vòng 60 giây vừa rồi đã đốt được 15.913 token, và tổng trong ngày 24 giờ trong ngày hôm nay là 17.953.360 token SFM. Đó là cái thông tin ngày hôm nay, chúng ta đã đốt được gần 18 triệu. Đây là một con số cao hơn so với ngày thường một chút, vì chúng ta có cái hiệu ứng gọi là về cái sàn giao dịch MEN, đó là thì cái con số này nó liên tục cập nhật, nó sẽ thay đổi theo thời gian thực, cứ mỗi 60 giây là nó sẽ cập nhật một lần. Cô chú anh chị và các bạn nếu mà chúng ta quan tâm thì có thể vô cái website simonburn.com, đây chúng ta sẽ cập nhật. Đó, nó vừa cập nhật tiếp theo đã 60 giây vừa rồi lại được có 5.000 thôi. Thì đó là cái thông tin về cái việc đốt, thì nó vẫn đang diễn ra. Thì hy vọng là sau một vài ngày tới cái sàn giao dịch MEN đó là nó có thể hoàn thiện được cái hệ thống giao dịch của nó, thì chúng ta sẽ thấy được cái lượng đốt nó sẽ tăng lên gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần. Thì cái điều đấy là một con số cực kỳ khủng khiếp, chúng ta không gì tưởng tượng được. Thì cái này nó còn phụ thuộc vào cái lượng khối lượng giao dịch của cái sàn MEN nữa. Thì ví dụ như cái token Shiba Inu, Shiba Inu thì nó có cái tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là khoảng hơn 1 tỷ. Thì nguyên sàn Mandala theo như Thắng tìm hiểu được ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng gần 250 triệu đô la trong một ngày. Đó, thì bây giờ Simon chỉ cần có một cái bài toán, nếu như có thể đạt được cái con số khoảng một nửa hoặc là hơn một chút giống như Shiba Inu thôi, thì cái lượng token đốt của Simon sẽ không phải là 17 triệu, nó có thể là 50 triệu, có thể là 60 triệu vân vân. Nhưng mà cũng không biết đâu được, đúng không ạ? Một cái thông tin tiếp theo đó là về cái tình hình cập nhật cho cô chú anh chị là cái lượng giao dịch nó diễn ra liên tục, cô chú anh chị nhé. Đó, thì cứ mỗi bao nhiêu giây, bao nhiêu phút ấy, nó sẽ cập nhật ở đây. Thì có cái khối lượng giao dịch rất là rõ ràng, đây là khối lượng này. Đó, đây là những cái ví người ta swap qua này. Đó. Thì hiện tại theo như thống kê của BSC Scan thì chúng ta có 616.000 địa chỉ đang nắm giữ cái token Simon. Đó, thì thông tin qua một chút về cái token lượng bớt đốt, thì mình sẽ đi vào cái thông tin về tình hình biểu đồ giá. Thì nó vẫn đang nằm trong cái hộp Davos, nó chưa có cái chuyển biến gì cả, thì nó có khả năng sẽ đi xuống cái ngưỡng như thế này 12.8 để nó như theo cái tin tức của thị trường thôi, cũng như là cái tin xấu về cái sàn Mandala nó bị postpone, bị trì hoãn do cái lỗi kỹ thuật. Thì lỗi kỹ thuật thì nó cũng sẽ khắc phục được, thì nó sẽ cần thời gian. Thì nếu như cô chú anh chị sẽ thấy nó về cái mức giá như thế này là 12.6 thì mình cũng đừng có hoảng loạn, mình sẽ với bình thường, đừng có hoảng sợ thì chúng ta lại bán nó đi. Thì nó sẽ tạo ra hai cái vấn đề. Thứ nhất là các bạn, cô chú anh chị, là chúng ta lại đốt 10% token đi, thì nó sẽ làm cho cái token burn này nó lại tăng lên thôi. Và cái thứ hai là mình mất cái vị thế. Thì rất là tiếc cái điều đó. Thì Simon nó là một dự án dài hạn, thì những cái thông tin nó như Thắng chia sẻ ngày hôm qua, nó rất có khả năng là cái Mandala Exchange sẽ gặp vấn đề lỗi kỹ thuật, nó sẽ không thể nào hoàn thiện ngay lập tức được. Thì đó là một cái điều bình thường. Thì khi một cái sản phẩm mới ra mắt nó gặp lỗi là chuyện bình thường. Nếu như nó ra mắt nó hoàn hảo ngay thì Mandala nó đã quá nổi tiếng rồi, thì chả cần đến lượt những cái sàn khác, hoặc là nó đã đứng ngang hàng những cái sàn khác rồi, thì cái việc mà Simon có hợp tác được với Mandala hay không thì nó lại khó hơn, chứ nó không đơn giản như này nữa. Đó, thì cái câu chuyện là khi nào nó phá vỡ được cái hộp này và nó đi qua được cái ngưỡng 22 thì chắc là nó sẽ xác định được một cái xu hướng tăng rõ ràng hơn. Đây là theo quan điểm của Thắng chia sẻ thôi nhé. Thì một số cô chú anh chị mình dành hơn về cái phân tích kỹ thuật ấy, thì có thể comment cũng như là góp ý về cái tình hình tiếp theo, bởi vì là nó chưa có list lên trên cái trading view ấy, và nó cái nến nó chưa đủ dài để nó tạo thành một cái khung khung đồ thị tuần.
Thế cho nên là rất là khó để phân tích được cái xu hướng, nhưng tất nhiên xu hướng của SEMO sẽ là tăng trong thời gian tới. Cứ đốt nhiều token, cứ tạo ra nhiều thanh khoản thì nó phải tăng thôi. Rồi. Thì một cái thông tin nữa về cái bảng xếp hạng, cái độ phổ biến những cái dự án DeFi thì SEMO đang đứng thứ tư. Thì có khả năng là hết cái tháng 2 này thôi thì sẽ muốn nằm trong cái top 10 những cái đồng token DeFi nổi tiếng và được nhắc tới nhiều nhất trong cái mạng xã hội Twitter. Rồi thì cái thông tin về sẽ mua ngày hôm nay thì nó chưa có nhiều sau cái thông tin của cái sàn Mandala, nó có cái vấn đề về kỹ thuật. Tuy nhiên trong một cái Discord đã có một bạn bạn hỏi là liệu Binance có nói với Mandala team là dừng cái việc listing cái SafeMoon không? Thì có một bạn bạn đã trả lời là người ta họ nói là có, thế nhưng mà không có đường quay lại, tức là cái việc này nó là phải diễn ra thôi chứ nó không thể nào mà trì hoãn được, vì nó là một cái sự ký kết hợp đồng giữa hai bên rồi, chứ nó không đơn giản là cái việc tôi thích thì tôi mua mà tôi không thích thì tôi trả lại. Thế nó không có cái chuyện gì đó. Nhất là tư bản nó không bao giờ nó làm cái chuyện kiểu trò trẻ con như vậy. Thì đấy là quan điểm của Thắng nghĩ về cái sự hợp tác giữa SafeMoon và sàn giao dịch Mandalay. Thì cũng như những cái phân tích trước ấy, thì Mandalay nó là một cái dự án con của cái Binance Cloud bằng cách hợp thức hóa các cái giao dịch của Binance trên đất nước Mỹ. Thì Mỹ là một đất nước tư bản mà nó rất coi trọng cái vấn đề pháp lý. Thì nếu như mà ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của Mỹ bằng cách là ví dụ như trốn thuế hay là một cái hệ động thái nào đó thì rất có thể Mỹ sẽ can thiệp. Và nếu như thực sự Mỹ can thiệp sâu á, thì Thắng cũng không thể nào nói trước chính xác được cái chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tuy nhiên theo như nhiều chuyên gia dự đoán, như nhiều người mà Thắng có tham khảo thì chắc khả năng cao là Mỹ sẽ không có can thiệp sâu vào cái chuyện này, trừ phi là nó sẽ dính dáng gì đó quá sâu với Binance thì nó có thể nó sẽ gây ảnh hưởng. Tuy nhiên như người ta đã thông báo là chỉ là lỗi kỹ thuật thôi, cho nên là chúng ta cứ cố gắng chờ đợi thêm 1 2 ngày nữa. Thì trong thời gian tới thì chắc chắn là giá của SafeMoon sẽ vẫn loanh quanh cái mức 13, 14, 15, 16, 17, 18 thế thôi. Thì còn để nó bứt phá lên được nó sẽ cần một cái thời gian tích lũy lâu hơn nữa để có cái sự bùng nổ. Thì thông tin cơ bản là như vậy. Thì nếu cô chú anh chị và các bạn thích cái video có thể like, share hoặc là subscribe kênh YouTube, chia sẻ nhiều hơn cái giá trị của cái video đến cho mọi người thì Thắng rất là cảm ơn. Và nếu cô chú anh chị và các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về đầu tư nói chung và sẽ muốn nói riêng, hoặc cô chú anh chị và các bạn là mình đang nghỉ dịch, chúng ta muốn làm một cái công việc kinh doanh online, có thể vô tham khảo mấy cái bài blog viết của Thắng về cái việc mình làm online như thế nào, trở thành một freelancer như thế nào, hoặc là nếu mà các bạn nào muốn học ngoại ngữ tiếng Anh có thể vô xem Thắng chia sẻ cái kinh nghiệm mình tự học tiếng Anh ở nhà. Thì công việc của Thắng trước đó chính là làm hướng dẫn viên tiếng Anh online, hướng dẫn viên tiếng Anh. Thì do dịch thì tất nhiên là cái công việc của Thắng nó sẽ bị ảnh hưởng. Thế cho nên là Thắng ở nhà quyết định trở thành một cái freelancer như vậy. Đây cũng là một cách khá là hay. Thì trong các cái bài viết của Thắng thì Thắng có đặt một số các cái link quảng cáo của Google để mà thi thoảng sẽ được nhận được một chút cái khoản tiền nhỏ nhỏ từ Google trả cho cái quảng cáo. Thì cô chú anh chị đọc mà thấy hay thì có thể nhìn thấy cái quảng cáo đấy, mình có thể kích vào một cái. Thì cô chú anh chị cũng không mất cái gì cả. Thắng sẽ nhận được khoảng 0,07 gì đó, không phải 0,05 gì đó, nó chỉ vài nghìn đồng thôi. Thế nhưng mà nó là một cái động lực cho Thắng làm video tiếp theo cũng như là những cái video sắp tới. Rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Nếu mà mình có thời gian đọc những cái thông tin ở trên blog đó, thì đến đây thì xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.